Xin chào các bạn đã quay lại kênh Đàm Nga xin rắc vân tay. Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về một bí quyết để cho hai đứa trẻ của các bạn yêu thương lẫn nhau, hoặc là đứa trẻ của các bạn nó sẽ yêu thương ba mẹ, gia đình, ông bà một cách tự nguyện. Một cái sự đau đầu của tất cả ông bố bà mẹ hiện nay á, là con của mình á, nó ganh tị lẫn nhau. Đứa lớn á, thì nó ganh tị với đứa nhỏ, đứa nhỏ thì nó ganh tị với đứa lớn. Và làm thế nào để giải quyết được vấn đề trên? Thì mình có một cái bí quyết muốn chia sẻ với các mẹ như sau á, là những đứa con của bạn á, thật sự mà nói á, là các bạn biết tại sao nó ganh tị không ạ? Bởi vì nó sợ mất đi tình yêu thương từ các bạn, sợ rằng các bạn không yêu thương nó bằng em nó, không yêu thương người anh chị của nó bằng nó. Nếu thực sự các bạn hiểu được điều đó, các bạn sẽ yêu thương con của mình, chứ các bạn sẽ không cảm thấy khó khăn, đau đầu gì hết á. Thì nhưng mà làm thế nào để cho con của bạn hiểu rằng bạn yêu thương nó, lo lắng cho cả hai đứa đều bằng nhau, hoặc các bạn làm sao đó để cho con của bạn á, nó biết yêu thương lại cha mẹ, ông bà, anh chị em trong gia đình. Thì đầu tiên, bí quyết đầu tiên là các bạn phải làm cho nó yêu thương chính bản thân nó. Thì làm thế nào để dạy yêu thương chính bản thân mình? Các bạn cứ nghĩ rằng á, dạy con á, yêu bản thân mình là dạy con sự ích kỷ, nhưng không có đâu các bạn. Con người ta không thể cho đi cái gì mà người ta không có. Nếu như chính bản thân của mình không yêu thương được, thì khi mà các bạn nói các điều yêu thương với người khác là một sự giả dối. Các bạn có nghĩ điều đó không ạ? Bởi vì tại sao mình không yêu thương bản thân mình? Thì yêu thương bản thân mình như thế nào gọi là yêu thương mình? Như thế nào là không phải là sự ích kỷ? Đó chính là mình phải biết tự chăm sóc mình biết tự bảo vệ bản thân mình. Hãy dạy con á, các bạn dạy con á, hoặc là các bạn sống á, thì bạn yêu thương bản thân mình, không phải là nuông chiều quá mức nha các bạn. Không phải các bạn muốn gì được đấy, không phải con của bạn muốn gì được đấy thì gọi là yêu thương đó các bạn. Mà các bạn hãy biết là biết đâu là sự có lý, đâu là sự vô lý. Không để cho người lạ đụng vào người của bé, không để cho ai đụng vào các cơ quan nhạy cảm của mình, biết bảo vệ mình. Đó là sự yêu thương. Trừ những khi tắm thôi thì mới được như vậy. Còn nếu ngoài ra các bạn phải dạy con của bạn như vậy, không cho người khác đụng vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể. Đó là một, là dạy con phải biết bảo vệ chính mình. Thứ hai là dạy con chăm sóc bản thân mình. Tức là các bạn phải dạy nó là sao? Phải dạy tự đánh răng, tự súc miệng, tự đi ngủ khi buồn ngủ, tự ăn khi đói. Các bạn luôn lo lắng rằng con của các bạn á, nó không biết đói. Nó sẽ đói chết. Nhưng mà không đâu bạn. Nếu như thật sự cái chuyện đói mà nó không biết đi ăn, nó mới chết. Tại vì các bạn có nhắm ra khi nó lớn lên rồi á, các bạn sẽ cứ đi nhắc từng bữa cơm nó được hay không? Đúng không ạ? Thì đó là các bạn phải dạy được đứa con của mình những điều cơ bản như vậy. Phải biết dạy nó là phải dạy sớm tập thể dục. Các bạn không phải dạy con là dạy sớm tập thể dục không đâu. Mà các bạn chính bản thân của các bạn cũng vậy nữa. Các bạn phải biết bảo vệ sức khỏe của mình bằng cách tập thể dục, và các bạn làm gương cho con của mình. Các bạn mệt mỏi mà các bạn cứ gồng gánh, các bạn không cho bản thân mình nghỉ ngơi, thì con của bạn cũng vậy. Khi mà bạn nói mẹ yêu con lắm, nhưng chính bản thân mình gục ngã nè, không thể lo được cho mình nè, mà cũng phải đợi bệnh á, khi mà các bạn ngã xuống á, cái bạn bệnh á, thì các bạn cũng phải nhờ con của bạn bưng nước lấy thuốc. Thì khi đó các bạn đã không chăm sóc được cho bản thân mình, thì các bạn đừng nói yêu con của bạn. Vì khi đó các bạn đã đang để cho nó phải lo lắng lại cho các bạn, thì là các bạn không yêu thương bản thân mình. Các bạn biết là sức khỏe của các bạn á, cần phải được luyện tập thì nó mới khỏe mạnh được. Nhưng mà các bạn vẫn mê chơi điện thoại hơn, các bạn không yêu thương mình. Như vậy thì làm cách nào để cho con của bạn thấy được là phải yêu thương chính mình đâu, đúng không ạ? Thì làm thế nào để yêu thương chính mình? Đó chính là những cái yêu thương chính mình. Người ta hay nói cái câu sao các bạn, cái gì mà mình quên nè, cái gì ta, người không vì mình trời tru đất diệt. Người không vì mình trời tru đất diệt. Và các bạn hãy hiểu cái câu này đúng như thế này nè. Mình như thế nào là vì mình? Không phải mình gom cả của cải thiên hạ này. Không, bạn thấy của rơi bạn không nhặt là bạn có lỗi với mình. Không phải đâu bạn. Các bạn
bạn hãy hiểu là vì mình, tức là vì danh tiếng của mình, vì danh dự của mình, vì cái nghiệp của mình, mình đi nói xấu người khác, mình nói xấu người khác để nâng bản thân mình lên. Nhưng mà khi đó các bạn đang tạo nghiệp cho bản thân các bạn, thì các bạn đã không vì mình rồi. Các bạn vơ vét những gì không phải của các bạn thì các bạn đã không vì các bạn rồi. Các bạn để cho người khác chửi bới các bạn vì sự ham lam của mình, các bạn đi đầu độc người khác, đó là các bạn không vì mình rồi. Cái này là nó đi xa hơn rồi ha. Giờ nhìn mình muốn quay lại thì muốn làm thế nào để cho con của mình phải yêu thương anh chị em, yêu thương cha mẹ, yêu thương ông bà, thì thứ nhất là phải yêu thương chính mình. Thứ hai nữa là bạn phải nói với đứa con, đứa con đó chỉ nghĩ là mẹ hoặc ba không yêu thương mình bằng em mình hoặc bằng anh chị của mình. Bởi vì sao? Bởi vì nó nghĩ vậy thôi. Nhưng mà thực tế là nó chưa bao giờ hỏi các bạn. Có bao giờ các bạn ôm đứa con của các bạn nói rằng mẹ rất là thương con? Có bao giờ các bạn có ba cái dạng tính cách không phải cứ ôm là yêu thương? Sẽ có đứa trẻ ôm nói yêu thương thì nó sẽ biết đó là yêu thương, nhưng có đứa thì nó nhìn thấy bạn làm cái gì cho nó thì nó mới biết bạn yêu thương nó. Bạn chuẩn bị quần áo, giày dép, nón mũ cho nó đi học thì nó mới biết. Còn bạn ôm nó trong mình, bạn nói là mẹ thương con lắm thì nó cũng sẽ nói là mẹ chỉ nói cái miệng thôi, còn con phải làm tất cả mọi thứ. Tức là có những đứa trẻ nó không biết được là bạn yêu thương nó, thì bạn phải biết, bạn phải nói cho nó biết nè, phải làm cho nó thấy nè. Không phải bạn chuẩn bị tất cả các thứ cho nó, nhưng mà đối với những cái mà nó không thể làm được, bạn có thể phụ giúp nó nè, để chứng tỏ rằng bạn yêu thương nó. Còn một chuyện nữa là những đứa trẻ đó, các bạn hãy để ý nè, những đứa trẻ đó nó chỉ dự đoán là bạn đang yêu thương anh chị em nó hơn nó. Nó sợ mất đi bạn, mất đi tình cảm của bạn dành cho nó, nên nó mới ganh tị với anh chị em nó. Các bạn hay có tình trạng là hãy nhường cho anh đi con, hãy nhường cho em đi con, mày phải nhường cái này nhường cái kia. Không có tự nhiên mà một đứa trẻ nhường được. Đối với một đứa lớn mà nó phân biệt với đứa nhỏ thì bạn hãy nói là tại sao con không thương em vậy, con hãy nói cho mẹ biết được không. Nói là tại vì mẹ thương nó hơn. Nói không, mẹ thương con hơn. Mẹ thương con hơn. Bởi vì khi con sinh ra trên đời này á, là chỉ có một mình con. Cả bố mẹ, ông bà, anh chị em của mẹ, của cha đều thương con. Dành 100%, dành 100% tình yêu thương đó cho con. Nhưng mà sợ con bị buồn, nên ba mẹ mới sinh em con ra để chơi với con, là mẹ thương con hơn. Và nếu như con có cảm nhận được em con đang bị thua thiệt hơn con hay không, bởi vì mẹ đã không dành 100% tình cảm đó dành cho em con mà phải sang sớt qua con, thì con nghĩ ra em của con có đang thua thiệt chính con không, thì con có nghĩ là con phải thương em nó bù vô phần của cha mẹ ông bà hay không? Thì các bạn phải nói như vậy, thì tự nhiên người con đó, người con lớn nó sẽ tự nhiên thương em của mình. Còn trường hợp thứ hai nè, là em nhưng mà vẫn ganh tị với anh. Bởi vì sao? Bởi vì người mẹ đó hay người bố đó luôn luôn nói là con làm cái này đi, con làm cái kia đi. Thì các bạn làm bố làm mẹ, các bạn phải nhớ nè, các bạn phải nói với đứa con nhỏ là bố mẹ sinh con ra vì bố mẹ, con là con út nên bố mẹ rất là thương con, bố mẹ đang dành rất tích nhiều tình cảm cho con. Khi mà ngày xưa chưa có con thì bố mẹ phải dành 100% cho anh hoặc chị con. Thì bây giờ con thấy là tình cảm đó đã sang sẻ rồi, thì con hãy bù đắp lại cho anh. Anh em con thương nhau thì ba mẹ mới vui được. Các bạn hãy đánh vào cái tâm lý yêu thương của những đứa trẻ. Và các bạn thứ nhất là phải dạy nó yêu thương bản thân, thứ hai các bạn mới có thể dạy nó yêu thương người khác, thứ ba nữa là ông bố bà mẹ đó không nên bắt con của mình phải nhường cái gì cho bất cứ ai, dù đó là anh chị em, mà các bạn phải tôn trọng nó. Không phải là em thì anh phải nhường, chị phải nhường. Không phải là anh là chị thì em phải nhường. Các bạn hãy nói cho con biết được là tại sao con nên nhường, cho anh chị em con chơi một chút xíu đi. Còn bây giờ nếu không thì con nên chia sẻ cái đồ chơi đó, và dù gì con cũng đâu có chơi đâu, đúng không? Thì cho con chơi mượn một chút là 15 phút, 20 phút, 30 phút.
đợi chờ không quan trọng, mà không mà quan trọng là không biết chờ đến bao giờ. Hay là khi bạn nói là nhường cho em đi con, thì nó sẽ nghĩ là nó mất món đồ chơi đó luôn. Nhường cho anh đi con, thì nó sẽ nghĩ là nó mất món đồ chơi đó luôn, nên nó không nhường, các bạn biết không? Còn một cái nữa nè, còn một cái nữa là các bạn hãy phân công công việc hợp lý. Tức là anh thì làm cái gì, em thì làm cái gì. Chứ không phải là các bạn cứ lúc thì thấy đứa này thì sai đứa này, thấy đứa kia thì sai đứa kia. Như vậy là một cái sự bất công. Thì các bạn muốn là con của các bạn á và yêu thương nhau thì bạn phải phân công lao động trong gia đình một cách hợp lý. Không phải là anh làm lớn thì anh phải làm tất cả mọi chuyện thì em ở không. Không phải em nhỏ thì em phải làm tất cả mọi chuyện để cho anh học bài. Không có chuyện đó nha bạn. Thì đó là ba cái cách để cho các bạn có một đứa trẻ biết yêu thương gia đình, biết chăm lo cho gia đình, biết chăm lo cho bản thân nó, thì tự nhiên tự khắc nó sẽ biết và chăm lo cho gia đình, yêu thương những người trong gia đình. Thì cái bài này đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu có ai đó có thắc mắc về vấn đề đó thì mình sẽ tư vấn riêng cho từng mẹ. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.